3 bài tập giảm đau khớp vai hiệu quả nhanh chóng. Đau khớp vai là tình trạng thường xuyên gặp phải do vận động sai tư thế hoặc do bệnh lý vùng bả vai. Đau khớp vai làm cho việc thực hiện các động tác trở nên khó khăn hơn. Thực hiện một số bài tập chữa khớp vai có thể mang lại hiệu quả điều trị và ngăn ngừa bệnh tái phát. Trong video ngày hôm nay, giới thiệu cùng các bạn 3 động tác đơn giản mà người bệnh có thể tự thực hiện tại nhà. Các bài tập có thể giúp cho khớp chuyển động linh hoạt hơn, làm giảm căng thẳng quanh khớp và ngăn ngừa các biến chứng do đau, viêm khớp vai gây ra. Hãy cùng theo dõi hướng dẫn chi tiết ngay sau đây các bạn nhé! 1. Nâng cao vai. Bài tập nâng cao khớp vai có thể cải thiện được sự chuyển động ở khớp vai và kéo dài các cơ. Cách thực hiện bài tập như sau. Người bệnh nằm ngửa trên sàn hoặc thảm tập. Người bệnh giữ một gậy bằng cả hai tay sao cho chiều dài của gậy tập rộng bằng vai. Tay nắm lấy gậy tập, từ từ nâng gậy từ đùi đến ngực. Cuối cùng là nâng khỏi đầu sao cho gậy chạm sàn nhà trên đầu. Cố gắng để cho tay càng thẳng càng tốt. Giữ yên động tác trong 10 đến 15 giây, hạ tay từ từ trở lại đùi. Thực hiện động tác 3 đến 10 lần cho mỗi hiệp luyện tập. Khi thực hiện động tác này, người bệnh có thể cảm thấy sự căng nhẹ ở vai, lưng và ngực. Điều này cho thấy bạn đang thực hiện động tác đúng cách. 2. Bài tập xoay vai. Bài tập cải thiện tính linh hoạt ở khớp vai. Các bước thực hiện bài tập như sau. Người bệnh nằm ngửa trên sàn nhà hoặc thảm tập, uốn cong khuỷu tay và giữ gậy tập ở phía trên ngực, hai tay rộng bằng vai, từ từ di chuyển khớp vai sang trái cho đến khi cảm thấy căng ở vai trái, quay lại vị trí như ban đầu, lặp lại động tác ở phần bên phải của cơ thể, thực hiện 3 đến 10 lần cho mỗi hiệp luyện tập. 3. Bài tập con lắc. Để luyện tập bài tập này, người bệnh thực hiện theo các hướng dẫn sau. Người bệnh đứng cạnh bàn hoặc một mặt phẳng chắc chắn nào đó, tay và vai không đau, đặt lên trên bàn. Chân hơi rộng hơn chiều dài của vai, uốn cong hông khoảng 75 đến 90 độ để tay bị đau rủ xuống sàn nhà. Chống cơ thể bằng cánh tay đặt lên trên bàn, để cánh tay và vai đau tự do, đẩy cơ thể về phía trước và phía sau. Điều này làm cho cánh tay di chuyển tự do, đều đặn từ trước ra sau, giống như một con lắc. Khi cơ thể đã quen với chuyển động này, bạn có thể di chuyển sao cho cánh tay chuyển động theo đường tròn. Tuy nhiên, chỉ để cánh tay xoay theo vòng tròn nhỏ, đường kính 8 inch. Ngoài ra, không sử dụng khớp vai để chuyển động. Thực hiện động tác trong 30 giây, mỗi ngày tăng thời gian thực hiện lên một chút, cho đến khi bạn có thể thực hiện động tác từ 3 đến 5 phút, lặp lại bài tập 3 đến 5 lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi cách tập 3 bài tập trị liệu cho người bệnh đau khớp vai. Để việc luyện tập đạt hiệu quả, các bạn cần lưu ý luôn làm nóng cơ thể trước khi luyện tập để lưu lượng máu được lưu thông ổn định. Các bạn có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia để xây dựng bài tập hiệu quả nhất cho tình trạng bệnh của mình tại nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của An Quốc Nam. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chúng tôi.